Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube của Phượng Đà Lạt. Chủ đề của Phượng hôm nay là đi làm nail một ngày nha cả nhà. Và đây là xe của Phượng. Phượng sẽ quay sơ cái xe cho cả nhà thấy. Đây, xe của Phượng. Mình sẽ lên xe và ra tiệm. Khi mình đi ra tới tiệm, mình sẽ quay tiệm cho cả nhà coi nha. Từ nhà mình ra tới tiệm cỡ tầm 3 phút thôi cả nhà. Nên Phượng quay cho cả nhà coi. Đường bên Mỹ thì quả nhiên rất là đẹp. Rồi bây giờ là đó cả nhà thấy không? Đi chưa được 3 phút nữa là đã tới nhà, đã tới tiệm rồi. Nên sáng là con gái chở Phượng đi làm, chiều rồi Phượng đi ké xe chị kia về. Đây đã tới tiệm của Phượng rồi nghe cả nhà, mình sẽ quay cho cả nhà coi cái tiệm của Phượng. Bên này là cái quầy tính tiền cho khách. Ở đây là bàn để làm tay. Đây là ghế để làm chân. Mấy chị đi làm rồi, cho khách rồi cả nhà. Ở đây làm chân không giống Việt Nam đâu cả nhà. Bên này là để nước sơn, nước sơn mình đi lấy sơn cho khách chọn, mua màu mua vẽ, mang cái tivi cho khách coi. Đi làm là ai cũng bịt khẩu trang vậy này cả nhà, rồi đeo tập về rồi vô nữa. Đây là cái bàn ngồi chỗ Phượng Nam đây. Dạ chưa. Để hôm nay hỏi thử. Và mình tiệm của mình sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng và 7 giờ tối đóng cửa. Mấy chị đi làm, mấy chị làm trước rồi. Đây cả nhà, giờ tới phiên mình đeo tập về, cột tóc, làm việc. Không thôi bụng lắm. Mình sẽ đeo một cái tập về vô như vậy. Để khi mà mình vũ là bụi nó có bám mà nó cũng đỡ ướt cho mình nó cả nhà. Wow, đây là tiền bo của ngày hôm qua mình chưa 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 đếm luôn cả nhà. Làm xong rồi đuối quá đi về luôn, quên đến tiền, giờ mất lên cọc tiền. Sẽ đeo khẩu trang vô. Cả nhà cùng làm việc với mình một ngày nha. Hôm nay bây giờ là đang mùa hè lát rát cho nên khách đông lắm, tranh thủ hút cả nhà ơi, chứ mùa đông là không có khách để hút đâu, ngồi chơi không à. Đó. Đó là xong, bắt đầu làm việc. Giờ mình chỉ ngồi chờ thôi, chờ khách vô là mình làm thôi cả nhà. Khi nào có khách thì mình sẽ quay cho cả nhà coi nha. À,
hay đây cả nhà. Hi. Good. How are you? Yeah, I'm good. You look beautiful today. Yeah. What's that? You look beautiful today. Oh, thank you. Yeah. You want the number one, number two, number three, honey? Yeah, one and two, just the regular. The gel doesn't work so good for me. I just want regular polish for one and two. Number two, regular. Oh, I'm sorry, pedicure. That's right. Just the regular pedicure. Regular. Yeah. And I liked it's going between 640 or 642. I think I want 641 and 642. 640. I think 642. I think I'll do 642. You like 642? Yes. 642. Is it 42 on your nail? Yeah, and yes. The same color? Yes. Oh. And I'm going to keep these short. Yeah, it has some gel. The gel? Yeah. I'm cut up gel. But I want to just use regular polish because I can't. Regular polish and regular polish? Yes. The same color? Yes. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Okay, giờ là mình sơn tay này cho khách nha cả nhà. Phượng đã làm mấy cái kia trên ghế hết rồi, bây giờ xuống đây là sơn thôi. Đây là người khách thứ ba từ sáng giờ nha cả nhà. Nhiều người khách á, họ vui vẻ họ cho mình quay, chứ nhiều người họ không thích cho mình quay đâu á cả nhà. Nó ngồi nó chờ thơ chứ chạy. Con này cắt từ Tina từ lâu rồi mà không có làm như thế này à. Vậy hả? Tina kỳ nha. Khách kết là phải làm nha chứ Tina. Ở đây khách kết là phải làm nha. Không được từ chối rồi nha. Không được từ chối rồi nha. Ok, the same color. As a tip, the tips. French, yes, please. Oh, French tip? Yes, please. You like it, French tip? Yes, okay. Very much. Thank you. French tip? And then the sparkle on top. Sparkle. Yes, okay. Please. I try my best. You happy, okay? Okay. I'm happy. Okay. Tên cho cái chị khách này nha cả nhà. Thường thì làm khách thì ít có nói tiếng Việt lắm, tại vì người ta cũng không thích ấy. Mà tiếng Anh thì mình cũng chả biết nhiều đâu cả nhà, cho nên là mình còn phải học nhiều lắm. Có những cái mình không biết, còn mấy chị ngồi gần hết mình không á. Thank you.
You like it, honey? Yes. Very good. Thank you. And here? Thank you. All right. Thank you. Yes. Are you better? Oh, yeah. Are you better? Oh. No tired. I don't know. I hope. I gotta get some more rest. Get our. Yeah. I'm come back. Go to sleep. Yeah. Sleep hour. 1 hour. Yeah. At least. Get up. Very good. Are you up today? Yes. And 1 week. Every Wednesday and Thursday. Oh. So, yeah. Are you at work busy? Yes. Very. One more time, please. Oh. Làm có nhiều khi còn có nhiều con khách nó khó cả nhà. Châu cha ta nói là nó kì ha. Have a little darker. Hmm? Okay, còn one more. Yeah. Okay, yeah, you thank don't you. Worry. Okay. One more. Summer, where it shimmers in the sun. Thank you. Giờ này là gần 7 giờ tối rồi cả nhà. Sau một ngày làm việc quá mệt mỏi, tính quay thêm một chút nữa nhưng mà ở đây. Và cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Thì gặp cả nhà ở clip tiếp theo. Chúc cả nhà một buổi tối tốt đẹp, hạnh phúc trong gia đình. Bye bye.